Nó gì hơn ba đứa cháu này thì cũng không phải là mù cô, cũng là có bố mẹ, nhưng mà bố mẹ nó bỏ đi thì không 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 nên gọi là không có trách nhiệm với con. bố thì là cũng không bỏ đi, cũng đi làm, nhưng mà bố về nhà cũng hay uống rượu lắm, thì có Bố không không hay quan tâm lắm. không quan tâm. Vậy là em đang nuôi con cho anh chồng và chị Thì, dâu. vâng, bởi vì là mình không cho nó ăn thì nó cũng không biết đi đâu, bởi vì cũng chỉ có nhà mình thôi, nhà khác thì là cũng phải không phải anh em ấy, nên là họ Người cũng ta không quan quan tâm. tâm. Chị đây mặt rất là buồn, lúc nào cũng mặt trầm ngâm như này nhé. Nhiều khi cái bé này, Mà và anh biết là nhiều khi cái bé nó cái gì không, cái bé là Thí nó, cô rất mong là đẻ ra là con của Thí thôi, con không mong đẻ ra con của bố mẹ cả. em gái này nói câu đấy Đấy, á? nó biết nó có câu đấy đi. Ôi ôi, các cô chú thấy không? Cô thím vừa mới nói đấy, mong là con của thím. Anh biết là bé này mà nói được câu đấy thì không phải Trẻ, đơn nó là giản trẻ đâu. con thôi, có phải người lớn mình đâu, nó được kiểu này. Lên cái Em giường không được này. lên giường này, Thế hay chưa anh nhá? Em giấu à? em giao không được lê của chị giao với anh Giường trai, không được lên giường của chị dâu với anh trai, nên là vâng, không anh dám trai dọn. chồng Không em dám không dọn. dám dọ đâu, em Đấy. không dám lên này. Kiêng, đây có cái phong tục của bà con là kiêng, nên là cũng không dám lên, nên không dám dọn được cho Đấy, gia đình. không Đáng lẽ dám là lên mình đấy, có thể mình dọn hộ nhưng mà mình lại là kiêng đúng không? kiên rồi. Đấy, Với các lại chú nhá. lên trên này cũng không lê được, Lên lại gác xép kiên con này. lên được. Đấy, Đấy, các các cô chú sếp ra đây nhá, không phải là lía đi là trưởng thôn nhá. Xin chào tất cả các cô chú. Hiện tại em Tuyên đang có mặt ở trong cái thôn, đây gọi là thôn Chùa Lũng Dưới. Mà đây cũng thuộc xã Khâu Vai, và cái cung đường này là cái cung đường bên trên này là đi vào trong Ha Cá mọi người nhé. Thế thì cũng tiếp tục đồng hành cùng anh Tình vào một cái hoàn cảnh, đây là hoàn cảnh mồ côi. Em ơi, mấy em bé đây là đi học hay là như nào em? Đi học ấy. Đang đi học à? Ừ, đang đi học nghỉ trưa, đây là nhà nó Nghỉ. xa, nó không đi, nó không đi ở lại. À, nghỉ trưa. Vâng. Trường đây hả? Vâng. Là sao các bé không vào ngủ trưa? Thì ở dưới này không Em là cô có, giáo không à? không không phải em không phải có Cô giáo đâu hết rồi? cô giáo đi về rồi. Có nghĩa là điểm trường này Ủa, họ các con chỉ tự chơi vậy à? tự tự chơi, đây là lớp 1 với lớp 2. Tự chơi. Sao là Học trong tí đây nó à? lại tiếp tục học vậy? Các Nhưng mà bé kia là nhà xa quá chưa nhà về, xa cứ quá. chơi ở đây hay thế nào ạ? Cứ chơi đấy, giờ họ Rồi lại cứ tiếp tục chơi học. nắng về xong cho bé các bé vào nhà chơi. Trẻ con này nó đi lên thang, nó đi lên tinh, nó không à, ở đây không phải đâu, đây là của mẫu giáo mà, cái chỗ này là của lớp 1, lớp À trường 2. đó hả? Đây, Bên đó có trường lớp 1 à? ừ đúng rồi. Đây, đây, đúng Sớm rồi đây. sớm rồi mua bánh kẹo vào đây rồi, ở đây có chỗ nào bán bánh kẹo không? Ở đây có nhưng mà đóng cửa rồi. Mà nói mà rồi cơ. Nó đóng cửa rồi, Đóng nó cửa chưa rồi về, chưa đi bán về. hàng, đi đi chở hàng chưa về, chắc là sắp về rồi. Sắp về à? Ừ. Để mua ít bánh kẹo cho bọn này, bọn trẻ. Em cũng quên béng mất, còn mình không không nghĩ ra. Không, tại vì không biết ở đây có một Kìa là trường. cái khu này là trẻ con nó đông đấy mà, nó đông nhất đấy. Thế là đây gọi là Chùa Lũng Dưới, mình đi Ha Cá mình đi qua nhiều rồi nhưng mình không biết. Vâng. Đây ở Chùa Lũng. Đây là. Bay chứ này. À đây luôn à? Vâng. Ba bé này. Nhà này chả có gì đâu, cái nhà này cũng do nhà nước cũng hỗ trợ đấy. À thế à? Thế bây giờ thì các bé ở với ai ạ? À? Đang ở với em ạ. Mẹ thì là bỏ đi, có bố thì đi làm cho, nhưng mà bố bảo đi là dưới kia lương nó cũng thấp lắm, nên là cũng tiền nó cũng gửi về cũng ít, cũng không gửi nhiều, đi được hai Gái quá, tháng trời đấy. ơi, ba đứa này đẹp gái quá trời, đẹp trai này, đẹp gái này, con tên là gì? Nó sẽ hồi trả, nó sẽ hồi trả, ngại lắm, đang gọi. Ngại. Xinh gái quá. Biết 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 nói tiếng Kinh không? Ở đây ít ít biết nó lắm, bởi vì Em đang là hỏi tên là gì? mẹ ở tiếng hồ chả khen thế nào. Đây Ngại đây chú à? là cháu em hả? Con ừ đúng rồi, cháu Cháu à? ba cái đứa này. Hiện tại là em đang nuôi ba cháu à? Và ba cháu đang ở với em, lúc đầu thì là bố đi, bố bảo là ba đứa cháu thì cứ tự ở để nó làm mẹ mé, nhưng mà em nghĩ chắc là trẻ con nó không biết làm mẹ mé này, nên là em cũng đưa xa cho nhà em ở. Mẹ mất rồi sao? Không phải mất, mẹ nó mới có ở, nhưng mà kiểu là bố mẹ hay bảo lười lắm, sau là mẹ nó bỏ đi lấy chồng mới rồi. Mẹ bỏ đi lấy chồng mới. Ừ. Còn bố đi làm ở đâu? Bố đi làm ở Bắc Giang, nhưng mà bố Bắc bảo Giang. ở dưới kia bảo là thì lương nó ít lắm, nên là bố nó cũng gửi tiền về.
cũng ít thôi. Nó vừa đi làm được 2 tháng. Em có chồng chưa? Ê, có rồi ạ. Em có 3 đứa con nữa rồi. Ba con em đâu? Ba con em lúc nay vừa đuổi đi vào trong nhà. À, thế chồng em đâu? Chồng ở nhà đấy. Đây đây lại nhà. Nhà em ở bên kia. Còn cái nhà này nhà của ba cháu này. À, đây là nhà của ba cháu đây. Mẹ ba cháu thì ai ở với ba cháu? Không có ai ở nhà, ở với em thôi. Ba cháu sang ở với em? Ừ, sang ở với em thôi. Còn nhà này bỏ không? Nhà này bỏ không, do là ở trong nhà thì quần áo nó cũng vứt lên tay em không biết sạch hết. Mình có thể vào nhà được không? Ừ, vào. Anh nhỉ? Được, vào trong nhà đấy. Thế con bé lớn này mấy tuổi? 7 tuổi. 7 tuổi? Ừ. Không đi học à? Có mà, học lớp 2. À, đi học thì đây biết tiếng Kinh rồi chứ? Có, đây 2 tuổi. Ở đây thì ít khi nó biết lắm. 7, 5 và 2. Vâng. Rồi ba bé này đều là một mẹ. Vâng, đúng ạ. Mẹ có một đứa... Mẹ ra khi bé này mấy tuổi thì đi, bỏ đi. Tuổi giữa thôi sao? Tuổi giữa? Ừ, nó đi... Mới đi được nửa năm à? Nó đi đường 7-8 tháng đấy. 7-8 tháng? Ừ. Tại sao lại đi nhỉ? Bởi vì là gia đình là hai vợ chồng nó hay bạo lực lắm. Hay gì? Hay bạo lực, hay đánh bảo nhau. Bạo lực, cãi nhau, đánh nhau. Đánh nhau. Ừ, được. Đúng. Rồi mẹ bỏ đi để ba con ở lại bơ bơ vậy hả? Ừ, cứ để ba con ở lại như này. Bố sao? Thì đi làm. Này. Bốn đứa đấy. Một đứa đang đi học ở lớp 3. Bốn đứa luôn? Ừ. Bốn đứa, sao là còn một đứa đang, một thằng đang đi học lớp 4. Sao? Tí nữa chúng mua kẹo cho nha. Nha. À, đang đi học lớp 4 thì đi ra ngoài xã. Vâng, vâng. Lớp 4. Bố thì là xa bên kia rồi. Ở chỗ cái điểm mà lúc nãy anh em mình... Rồi mẹ nó không mang đứa nào đi hết hả? Cái lúc mà mẹ nó đi còn chả báo cáo ai đấy. Nó có mang đi đứa nào đâu. Là... Sao biết nó lấy chồng rồi? Bây giờ nó lên TikTok mạng các kiểu lên rồi. Ồ. Nó đang lên. Đang. Ừ, em cũng đang gọi được cho mẹ nó, bảo là cứ về trông trẻ con, nhưng mà mẹ nó không để ý, không quan tâm. Có nghĩa là trốn, bây giờ có nghĩa là bỏ bốn người con này luôn rồi. Ừ, bỏ rồi, chứ nó không về nữa đâu. Trời ơi, cái mẹ này bỏ đi 3 lần đấy. Lần đầu tiên là bỏ đi Trung Quốc, bọn em cũng đi tì đưa về rồi. Hôm đấy là cũng có anh bé nó cũng đang làm hỗ trợ thôi. Mình là ông đấy nó cũng hỗ trợ một tí, bảo là đừng có đi sao mà nó là nhà thôi. Bây giờ cái nhà nó cũng hỗ trợ một tí đó. Trời, ba đứa đẹp như tranh thế này. Đấy. Đây là thế là nhà cũng có anh bé vào đây rồi. Có anh bé về từ 2020-2021. Ừ. Nhà này nhà nước tặng. Nhà nước, ừ, đúng. Cái này là cái nhà to thế. Là cái nhà dân tộc thiểu số hỗ trợ. Hỗ trợ 100% luôn à? À, không phải là 35%. 40 triệu hỗ trợ, 4 triệu là hộ vay. Ừ đấy. 44 triệu được là được hỗ trợ, còn đâu là gia đình vay để xây thêm. Vâng. Đúng không? 40 triệu là hỗ trợ, 44 triệu là vay. Là trong cái gói mà em chia sẻ với anh ấy. Vâng. Là thôn này cũng được 18 nhà kiểu đấy. Là nhà này được hỗ trợ 40 triệu. 44 triệu. Chính thức là 44 triệu là trong cái gói là hỗ trợ xây xóa nhà tạm. À. Đó, còn đâu là gia đình có thể là tự vay thêm. À. Để xây nhà. Gia đình vay thêm được bao nhiêu nữa là xây được cái nhà này? Vay thêm 50 triệu thôi. 50 triệu nữa? Vâng. Cái nhà này cả 90 triệu. 90 triệu đấy. 100 triệu. 100 triệu. Mà đấy là bà con tính 100 triệu trong cái tiền vay thôi, còn khi xây nữa, khi còn đổi công này, thế này thế kia. Thế bình thường em cho ba bé ăn gì? Ăn đông thế này thì là thỉnh thoảng em cho ăn mềm mềm, lại cho ăn cơm gạo. Bởi vì là em cũng có 3 đứa, 4 đứa, 7 đứa này. Tất cả em đang nuôi hiện tại là 7 đứa? Vâng. Nhìn nó sang hỏi em sao nhà em đông cô đấy. Thế còn em làm gì? Em làm trưởng thôn ạ. Trưởng thôn à? Vâng. Chị tên là gì nhỉ? Ồ, đây là anh trai của nhà em. À, còn... em trưởng thôn luôn, trưởng thôn là một người phụ nữ. Chị tên là gì? Lý ạ. Lý ạ, chị năm bao nhiêu tuổi? 28 rồi. À, 28. Dạ. Còn anh trai là thì bao nhiêu tuổi? Anh trai cũng 28. Ồ. Còn chồng em 25. Anh trai với em bằng tuổi nhau á? Ờ, vâng. Còn sinh đôi à? Sinh đôi à? Không phải sinh đôi, chồng em 25, ba năm 25 tuổi chứ chị. Bố em và các cháu, bố các cháu là bao nhiêu tuổi? Bố đứa cháu 28. Thế thì... Cũng 3 tuổi em. Tại em hơn chồng 3 tuổi. Ờ, nhưng mà... Anh đang hơi rối. Đúng. Bố của ba cháu là bao nhiêu tuổi? 28 tuổi đấy. Em bao nhiêu tuổi? Em cũng 28 tuổi. Nhưng mà anh trai em sẽ bằng tuổi như anh bằng em tuổi em được. Em hơn chồng em 3 tuổi. À không. Chồng em khác. Đang nói về... anh trai em với em là sinh cùng năm à? Không phải, đây là anh trai chồng. Không phải là anh trai... Rồi. Đây là anh trai... Anh trai chồng, của anh người chồng. Anh trai chồng. Anh chồng. Cứ đang... Em với anh Tình nó đang cứ nghĩ đang là... Anh em ở trong cùng gia đình. Đó. Anh em ruột đấy. Đây là anh chồng. Anh chồng, thế mà đây là... Em thì không có anh trai đâu, em chỉ có ba chị em thôi.
Nhà em không có anh trai gì cả, chỉ có ba chị em thôi. Đấy, nên là... Bố không để được con trai. Đấy là, đây là Lía là trưởng thôn. Đó. Trưởng thôn gương mẫu đấy, con gái làm trưởng thôn là giỏi đấy. Bởi vì là... Đẹp quá, này, chú xem nào. Cũng không biết nó gì hơn ba đứa cháu này thì cũng không phải là mù cô. Tức là có bố mẹ, nhưng mà bố mẹ nó bỏ đi thì... Không có trách nhiệm với con. Bố thì là cũng không bỏ đi, cũng đi là, nhưng mà bố về nhà cũng hay uống rượu á. Thì bố... có không hay quan tâm lắm. Không quan tâm. Vậy là em đang nuôi con cho anh chồng và chị dâu. Vâng, bởi vì là mình không cho nó ăn thì nó cũng không biết đi đâu. Bởi vì cũng chỉ có nhà mình thôi. Nhà khác thì là cũng phải không phải anh em ấy. Nên là họ cũng... Người ta không quan tâm. Các cháu có quần áo mặc đủ đầy đủ chứ hả? Quần áo thì là hầu như là trong nhà không có hay sao ấy. Cái mấy cái số này tụ của em thôi. Em đưa mấy cái này quần này của con gái nhà em cho nó mặc ạ. Vào nhà anh em mình thử vào nhà xem liệu có cái gì giá trị không. Nhà này to nhưng mà không biết là trong đó có cái giá trị gì không. Này các cháu chả thấy nó ở thật đấy chứ. Nhà cực kỳ rộng vì đã xây như này thì theo đúng kiểu bản sắc người Mông đấy anh. Hôm nay chơi nick khởi luôn ý rồi. Thì con nó lấy này về chơi. Bếp biếc thì cũng ở trong nhà hết. Giống như bà con xây theo kiểu nhà truyền thống ấy. Bởi vì là quần áo nó cứ lộn xộn như thế này em không biết sắp xếp kiểu gì. Bởi vì toàn bẩn thôi, không có cái nào để ra đây. Nhưng mà sắp xếp thì là em vứt đi thì sau đó lại mặc. Ngủ đây à? Nó không ngủ nhà em thôi. Ngủ nhà em hả? Ở đây không, từ lúc mà bố mẹ đi thì giống kiểu này rồi em không biết sắp xếp kiểu gì. Với lại là cái hộ của nhà em là cũng kia là em giao không đi được của chị giao nên là không đi được dừa chị giao em không biết. Không đi được. Kia kìa đấy nó cơ. Kiêng à? Kiên ấy, kia không cho vào, không cho lên ấy, không cho lên dừa ấy. À, bố em lại người Mông lại là kiêng. Phải kiêng ạ. Em lại không được lên em cái dừa này. Em không được lên dừa này. À, thế hay chưa anh nhá? Em dâu hả? Em giao không được lê của chị giao với anh giường. Trai. Không được lên giường của chị dâu với anh trai, nên là không anh dám dọ. Anh trai chồng. Không dám dọ đâu, em đấy. Không dám lên này. Kiêng, đây có cái phong tục của bà con là kiêng nên là cũng không dám lên, là không dám dọn được cho gia đình. Không dám lên là mình có thể mình dọn hộ nhưng mà mình lại là kiêng đúng không? Kiêng rồi. Với lại đề trên này cũng không lê được. À lên các kiêng xếp không lên được. Đấy các chú ra đây nhá, không phải là Lía đây là trưởng thôn nhá. Lía trưởng thôn thì mọi người biết là người trưởng thôn này tiếp cận những cái mới về nhưng mà đây là cái phong tục tập quán là cái kiêng. Bà con vẫn cứ giữ cái truyền thống đây. Con gái này, em dâu lại không kiêng không lên được giường của anh chị. Đó, nên là cũng không dọn, giúp dọn nha, có thể là muốn dọn nhưng mà không dọn được. Để dọn nhưng mà trẻ con nó về nó vứt linh tinh là mình không biết dọn. Bên này là một cái giường nữa này, trong này cũng có điện hết rồi. Điện. Nhà đây thì đây một cái giường kệ này. Nó xin. Có thể bố lại không quan tâm. Nhà rất là đẹp rộng rãi chứ. Này. Đẹp đấy. Dạ. Thế như có người muốn nuôi thì sao? Ồ, chắc là anh trai nó không cho, và là anh em. Anh và em chồng của em không cho. Phải có kệ cứ để đấy nuôi nhưng mà kiểu là mình cũng trẻ con nó đông thế này thì ăn uống nó cũng không đầy đủ lắm. Thế là chồng thì cũng bảo là kệ để đấy thôi. Các bé lại bây giờ chắc chỉ một bữa ăn mén một bữa cơm à? Ừ, mén mén cơm ăn bạn trộn đều với nhau với cô. Toán cơ toán mén mén thì toán cơ gạo thì không đủ. Mén mén ăn với gì? Mén mén ăn với rau. Mùa nào rau đấy, còn không thậm chí là ăn với nước đấy. Nước đấy. Lã đấy. Chứ bọn em ở trên này vùng cao thì em biết là không có đun kiểu đun sôi để nguội để ăn đâu. Một lạ uống thẳng trực tiếp nước lã luôn. Cho bé ăn chưa? Ăn rồi à? Vừa ăn, lúc nãy vừa ăn rồi. Bé này nhìn có vẻ lớp 2 là biết tiếng phổ thông nhưng mà bé rất là nhát nha. Bé nhát lắm. Lớp 2. Bé biết tiếng phổ thông. Mẹ ăn tao sùng mẹ. Mà tao xem à? Mà xem. Học thì lâu mà là chồng à? Em đang nói tiếng Mông thì bé cũng không trả lời, cũng sợ thôi anh. Không hoặc là chồng là mẹ tu hoặc là con chị đây con em hả? Ở chồng thấy có thể tầm đây con em hả? Đúng ạ. Nghịch hơn hai đứa hả? Chồng thấy có thể tầm ba đứa có một đứa đi học rồi đang học lớp 3. Con em thì cũng xinh nhờ. Ông bảo là có thiếu muốn thì ta mua cười chua đây tu hoặc là chồng tu không là chồng kia chí chồng mù cả tơ rồi mà chú hỏi hát tao sung rồi chết rồi kiểu nó ít khi gà người lạ đấy không kịp được anh đang ở trong đây đường khó đi chậm lắm
Anh đang vào đây rồi, bốn cháu. Mẹ ăn tao sùng mẹ. Lấy một chiếc chồng. Lấy mà. Hai tiết liệu. Chi sùng. Trời. Cái thằng này với lại cái thằng này là bằng tuổi nhau. Mẹ. Mẹ. Thế là cậu bé này thì bạo hơn. 2 tuổi thôi. Chạy ra ống kính luôn cô chú ạ. Này. Hay lắm. Rất là hay anh. Bé kia nhìn có bé vẻ là gì? Cái lớn. Lứa Thủy. Thủy. Thủy tên rất là hay nhá. Thủy hay Thủy? Thủy đấy. Thủy. Hỏi Thủy. Còn bé kia? Cái kia Đại. Còn đây là Thắng. Ồ. Cái gì? Đại. Thắng. Đại. Tên là Đại. Đại. Bé này tên là Đại. Còn bé này tên là Thắng. Thắng. Thế là nếu mà em cho em biết, nếu mà người Mông đặt được cái tên như thế rất là hay. Ừ. Còn thường thường nhá, người Mông là hay đặt là con gái là Mỉ này, Hoa này. Đây là gì? Thành. Đấy thì ở trong này chính tỏ thôn này đã phát triển. Cái đứa ở ngoài kia là em đặt nó là Ngào Lanh. Đấy, anh Ngào tỉnh ạ. Ở trên này nhá, bà con đặt Ngọc được Lanh những cái... Ngào Lanh. Ngọc Ngào Linh. 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 Trông trên này. Ngọc Linh á? Vâng. Ngọc Linh. Đó. Đặt được những cái tên như này là bà con đã có sự phát triển rồi, còn thường thường đúng không? Con trai hay đặt là nhưng người Sùng cũng này. Biết ở đấy, nó Sùng cũng hay gọi này, linh tinh. Hoặc là Tủa này. Đấy. Đấy, Xá này. Chứ đặt những cái tên hay hay như này là ở đây quá tuyệt vời đấy. Ngọc Linh. Tên là rất hay. Chị Thắng. Vô vô chú. Đây là ông Thắng này. Hai chùa đáng yêu này. Đến lưu trong chạy mới đáng yêu kìa. Con quậy quậy này. Thằng có đi chú không? Đi với bác không? Bác cho đi vào Sài Gòn. Vâng. Nhưng mà bé này có vẻ là, chị này là có vẻ là hơi nhát, có thể là bố mẹ hay quát mắng hay sao này. Ồ, bố mẹ nó to lắm. Hay quát. Hay quát trẻ con nên là trẻ con không có gì nữa, không ra ăn đâu. À thế à? Mẹ nó thì... Thế là bố không biết là bố ở nhà bố quan tâm không? Hay là bố hay thì quát mắng hay đánh? Cũng hay, bố nó cũng không hay đánh nhưng mà... Em nói thật, bố nó thì cũng quan tâm, kể là nó không quan tâm, nhưng mà bố này là cũng hay uống rượu lắm. À. Từ lúc mà đi uống rượu thì không về. Nhưng là có quan tâm. Ừ, từ lúc đi uống rượu thôi đúng không? Từ lúc ở nhà thì quan tâm, nhưng mà cái lúc đi là đi đêm, có khi còn đi một đêm về. Đi uống rượu xe là xe nhà nằm ở đấy, sau là đêm nó mới về. Nhưng mà mấy cái đứa này nó biết là bố nó không về thì nó chạy sang nhà em ngủ thôi. À. Tự đi qua nhà em à? Tự đi vào nhà em. Nhà em đâu? Đây, nhà em đây. Nhà này hả? Ừ, cái nhà này kia. Cái nhà bên cạnh cái trường đó hả? Ừ, đúng rồi. Mái xanh này hả? Ừ, đúng rồi. À, ở nhà rộng ấy, nhà trưởng thôn rộng nha. Đấy là cũng nhờ anh bé giúp một phần mà. À, thế à? Cũng có duyên với bé giúp, tuyệt vời quá. Được các cô chú Mạnh Thường Quân, không biết là kênh em Tuyên các cô chú đã giúp em Lía chưa? Từ đỉnh dưới. Chắc là có thể có các cô chú là cũng quen đấy, biết em đấy. Biết rồi. Ba đứa đẹp như tranh đấy chứ. Đẹp lắm, mà thằng... À, bé này là được 2 tuổi à? 2 tuổi thôi, từ lúc mẹ nó bỏ đi là nó chỉ có đúng 18 tháng. Đầu vẫn còn... Phân trâu. Đẹp nhỉ? Từ lúc ở với em có rửa cho nó sạch sẽ, lúc ở với mẹ, mẹ nó cũng hay TikTok lên mạng các kiểu đó là mẹ nó cũng không rửa cho nó bẩn lắm. Thế chứng tỏ là các bé này cũng không được mẹ quan tâm. Nước thì có. Nước ở đây thì miễn phí. Nước suối, nước mưa hả? Đấy không, suối. Cái suối hả? Ở đây có suối à? Có khe à? Có mà. À, thế tuyệt vời, may quá. Có cũng khe. Hơi xa về ấy. Ừ, thôi nhưng miễn là có khe chứ không vào cái mùa khô này mình không có nước chữ nào hỏng. Vâng, vâng, đúng. Nước thì ở đây thoải mái. Dòng không, còn điện thì... Điện là điện, điện không phải điện lứa, điện mua thôi. Mua về cái điện này cũng không đủ rồi ạ. Ít nhất chỗ này được kéo điện rồi cũng vui rồi. Ừ, có điện. Bà con nó tự bỏ tiền ra mua. Ừ. Mua 6 triệu, không về đến đây rồi. Một hộ 6 triệu là tự kéo đấy đúng không? Ừ. À, để cho điện được tự kéo đấy. Ở đây các cháu có đồ chơi không? Đồ chơi đây không có đâu. Ở nhà bên em có không? Nhà bên em có mấy cái nhưng mà toàn cái đồ của thằng Thành nó cũng không có nó chơi. Nó đi mua về. Không có ai quan tâm nữa anh. Sáng nay vừa đi chợ vừa đồ mua. Nhiều đồ ở trong chợ không cho nó mua. Không có tiền cho nó mua một cái đạc 40.000 thôi. Nên là lành nhá. Đấy là gì nhát. Không được quan tâm mà một mình Lý đang nuôi 7 người.
7 người, cả con mình là 7 người. 7 người đấy. 3 người con ruột và đây là 4 cháu của ông anh nữa. Nên nhà cũng đủ điều kiện anh. Thì có đông thế này cũng như là cũng không ấy, nhưng mà em tuổi chia nó thôi. Trưởng thôn bây giờ nhà nước giả lương cao. Ồ. Cái này nói thật à? Có 1.800.000 thôi anh ạ. 1.800.000 à? Cũng đủ sang xe đi một tháng. 1.800.000 thôi. Nhà em nuôi chồng gì? Chồng em cũng đi làm. Nếu chồng em không đi làm 1.800.000 không đủ không ạ? Chồng em đi làm gì? Chồng em đi là linh tinh ở dưới kia thôi mà. Đi là tầm khoảng 10 ngày, 20 ngày nó cũng về một lần. Ở dưới xã hả? Không, đi là thuê thôi. Con làm thuê ở dưới các khu công nghiệp anh. Còn em ở nhà nuôi con rồi, không phải đi làm hả? Vâng, chồng em vừa về được mấy ngày hôm nay. Xong nuôi... ngày mai lại đi tiếp. Nhà có nuôi dê, nuôi lợn gì không? Nhà em cũng có, ngày xưa cũng nuôi dê, nhưng mà dê của em từ trước ông mất thì là dê nó cũng bị hộ bộ độc, rồi là cũng chết hết, bây giờ không có thì em ở nhà sao chồng đi làm. Bởi vì là em đang nghĩ là trường hợp này mình cũng có thể nuôi dê bò các kiểu, nhưng mà trẻ con nó đông thế này thì là ăn cho trẻ con với giặt quần áo sau là ra rửa các kiểu là đủ một ngày đấy. Có ngày em đi hộp hay là đi lấy cái gì em còn phải nhờ người khác đi vào giúp đấy. Lấy một tí chuyện nó không chẳng, nhưng mà có chỉ tao cho tụi lên nó có chỉ thiện rồi tụi có đặt phát chỉ cho này. ông này lanh đấy. Đấy, nó có chỉ cho ông đó là anh. Khi trả tiền nó có chỉ đây. Chị đây mặt rất là buồn. Lúc nào cũng mặt trầm ngâm như này. Nhiều khi cái bé này, anh biết là nhiều khi cái bé nó cái gì không? Cái bé là Thí nó, cô rất mong là để ra là cô của Thí thôi. Cô không mong để ra cô của bố mẹ cả. Em gái này nói cô đấy. Đấy, nó biết nó có câu đấy đi. Ôi ôi, các cô chú thấy không? Cô Thím vừa mới nói đấy. Mong là con của Thím. Anh biết là bé này mà nói được câu đấy thì không phải đơn giản. Nó là trẻ đâu. Con thôi. Có phải người lớn mình đâu, nó được kiểu này. Con đừng buồn nhé. Mỗi người một số phận, lớn lên rồi con sẽ hiểu. Đấy. Còn mọi thứ là sẽ qua. Mẹ ở nhà thì là nấu một nồi cơ cho trẻ con. À, cả một ngày. Có khi ăn ngày giữa nữa. Chú biết con có thể hiểu, có thể không. Nhưng mà chú thật sự rất là thương con. Nhưng mà để mà đưa các con về một nơi khác nuôi đầy đủ hơn thì chú biết rằng là bố con sẽ không chịu. Thực sự là rất là khổ. Nhưng mà cuộc sống thì thật là khó thay đổi. Gọi em còn đã bảo là bố nó là được một hai tháng về đi. Bởi vì trẻ con này ua rồi, em thấy trẻ con này có, em có hai đứa đó. Trẻ con hay bị ốm lắm. Bây giờ mùa này bắt đầu hay bị ốm lắm. Sao là mình đẹp như tranh thế này mà mẹ nó bỏ đi. Buổi tối là mình cũng phải dạy bé cái đứa này, dạy bé đứa kia. Cả đêm còn không được ngủ đấy. Thật không phải đùa đâu. Cái đứa bé này, tối nào ngủ nó cũng kêu mẹ đấy. Ừ, cái đứa bé 2 tuổi đấy. Đấy, tối nào ngủ nó cũng kêu mẹ đấy. Sau có tối mà nó cũng khóc, sao là nó cũng sốt sốt thì là mình cũng dạy về cống nó với bé nó đấy. Thiếu thốn tình yêu thương của bố mẹ. Anh có thể, anh sẽ gửi đồ chơi cho con với bé. Vâng. Chú sẽ gửi cho con Lego. Là... là trò chơi xúc sắc đấy, lắp ghép lắp ghép đấy, xúc sắc nói ừ. Trò chơi lắp ghép cho trò chơi xì thò xì thò và một số đồ chơi khác nữa cho con nhé, được không? Không biết đâu, được không? Cũng nghe cũng hiểu đấy, chồng bé là hiểu cậu mới gặp ấy. Chú con còn muốn, con còn thiếu sách chỉ là vở. Trước thì nó đang con còn thiếu sách vở hay đồ dùng học tập gì không, chú gửi chú luôn cho. Ở trên này là hộng hỗn hết rồi, không thiếu cái gì à? Quan trọng nhất từ quần áo với lại ăn các kiểu thôi. Rồi ăn thì là vững ai nhà em thì thừa, em vẫn cho nó bột nó ăn mềm mềm với lại cơn gạo, nhưng mà 7 đứa nhà em luôn. Vâng, bởi vì là trẻ con này cho ăn mềm mềm nhìn nó cũng đã bụng. Em thấy cũng chị ngày xưa cho trẻ con ăn mềm mềm không đã bụng, nhưng bây giờ em cũng thầy thuần nó mềm mềm cho bọn nó, nhưng mà nó ăn hay đâu. Bây giờ anh hỏi em này, 500.000 một tháng thì nuôi 3 bé thì có thể có thịt ăn và có gạo ăn được không? 500.000 một tháng à? Em cũng hay mua thỉnh thoảng, hay chợ mua một lần cho bọn nó. Và em cũng chưa tính được kiểu đấy. Em không biết tính. Em chỉ là thỉnh thoảng là hay chợ em. Con bữa thịt. Hay chợ là một chợ đang ăn cơm. Vâng. Ăn mềm mén ít lại. Gạo 20 cân các bé ăn một tháng đủ đủ không? Bé cái bao sinh kia là em cho bọn nó ăn là một bao là đủ một tháng.
bao xanh là bao xanh là 50 cân. 50 cân. Trong một tháng bao xanh là 750. 750 50 800. 50 cân bao to. Vâng. Bao là cả nhà ăn hả? Vâng vâng. Cả nhà ăn. Cả nhà ăn trẻ con. Có khi em không ăn đâu, em chỉ nóng thì mới ăn. Em cho trẻ con ăn. Ừ. Bởi vì là cũng cho trẻ con nó nhường hết sự cho các bé. Ừ. Thằng nhé chồng em về thì là hai vợ chồng nóng thì mới ăn. Cho bọn này nó ăn cơm đấy thôi. Còn cho trẻ con nó ăn mềm mềm. Nó hay đói bụng lắm. Không phải nó đùa nó thật đấy. Vì mén đây thì thường thường là chan nước lã này xong rồi lại ăn. Ừ. Mùa này thì rau cải. Buổi tối nó hay đói bụng đi vệ sinh nhiều lần á. Bởi lên đây ừ. Trẻ con này. Sao lại em mấy lần thế này em chỉ làm cơ cho trẻ con. Em làm mềm mềm cho bố mì, vợ chồng mình là. Hôm nay em cho bọn trẻ ăn gì? Ăn cơ gạo. Dạ. Vâng. Với gì? Rau thôi. À, sáng nay em đi làm vì em chưa thì nấu cho em hôm qua bà như là đồ giới thiệu phát quà cho bà ấy sao ấy. Cái bà ngoại nhà em nó lấy một bao một hộp mì tô về, em có xin mấy gói mì tô nấu cho mấy đứa cùng với cơm. Cá ở đây có bán cá cơm không? Cá nhà này nó có bán nhưng mà 70.000 một cân. Không cháu ăn được cá không? Em có chưa cho ăn, toàn cho ăn thì thôi. Hay toàn cho ăn nó ăn một lần. Thú thực với anh nhá, ở đây lía là trưởng thôn, nếu mà những cái hộ gia đình mà nghèo ấy để các bé ăn thịt ấy nó rất là hiếm. Khi thỉnh thoảng ví dụ như chồng của lía đi làm về thì bắt đầu lúc đó có tiền thì bắt đầu mới mua được một ít thịt, hoặc là ngày lễ ngày Tết, hoặc là nói thật với anh là đám ma đám chay người khác đến thì bắt đầu mới có thịt, chứ còn để ngày bình thường như người dân mình không có sức lao động thì chắc chắn cái bữa cơm chỉ có gọi là bữa cơm thì không phải bữa ăn ấy, là mèn mén và nước lã và rau mùa nào rau đấy. Nó nhìn người nó khổ đấy, mình đang nghĩ là nhà mình có cân gạo là tốt rồi đấy. Có mấy nhà nó không có mèn mén không đáng. không có mèn mén mà ăn đấy chứ. Đó, nên là cái cuộc sống ở trên vùng cao nó là như vậy, rất nhiều hoàn cảnh. Đây các cháu thì đây có thể bù lại là được có ngôi nhà rất là đầy đủ nhưng mà thiếu sự yêu thương của bố mẹ. Vâng. Em đang nghĩ bảo là không biết làm sao, nhưng mà không biết là thô khát nó có giống như thô mình hay không, hay là họ không quan tâm, không có ý kiến thôi. Chẳng qua thôi em có cái hộ này với lại một cái mấy cái đứa ở chơi đèn này. Ui, 4 đứa, 5 đứa. Không phải một cô, mẹ cũng bỏ đi, bố cũng đi làm mà ở chơi, cái bố ở trên này nó không hay. Thằng này thì nó ghê hơn mấy cái thằng này nữa. Nhà nó có 5 đứa, nhà nó có 5 đứa. Sao là mẹ nó bỏ đi, là có một đứa là chắc là cho ăn mẹ lại cho ăn, lại cho ở với bà nội một thời gian, cho ở với bà ngoại một thời gian, nên là chắc là cho ăn mình tính ấy. Cái đứa này nó cũng chết rồi, bây giờ có 4 đứa. Nhưng mà mấy cái đứa ở trên này nó còn bé hơn mấy cái đứa này nữa. Ồ, bé hơn nữa cơ. Thế nhà có được xây như này chưa hay là? Không có nhà. Không có nhà luôn? Ở với chị Giao thôi. Nhà ở trên đỉnh này không có nhà luôn ấy. Có mấy thằng. Em nghĩ là hai cái trường hợp này thì kể cả em có cái gì em cũng, kể cả em cũng không phải giàu thật. Còn một trường hợp nữa anh ạ, đây này, bạn ấy vừa nói là nhà có 5 người nhưng mà 5 người con nhé, bé hơn các cháu này. Mà có hôm sang nhà bà ngoại bà nội ăn nhưng mà ăn mềm mén nhiều quá mà có một bé bị mất luôn. Đấy, ăn uống không ấy. Không do, không cũng phải là ăn mềm mén hay là do nó ăn uống chắc là bị ấy. Ốm ấy, kiểu bị ốm ấy. Ừ, không có ai quan tâm à. Ở trên này. Trên này à? Ừ, vâng. Không biết là anh có bận không bận thì là em dẫn lên che xe mấy đứa. Không có nhà cơ ạ. Các hoàn cảnh đấy còn đặc biệt hơn là không có nhà cơ. Nó cũng không có sự quan tâm của bố mẹ đây. Thế mà tự 5 đứa con mà lại mất một đứa. Em nghĩ là mấy đứa này thì dù nó có tiếp. Khổ nhưng mà vẫn phải ở với em, vẫn cho nó ăn 3 bữa thì cũng cho nó ăn 3 bữa cũng ăn kiểu là mì nấu cho xô cho nó ăn ấy, không phải nó ăn muộn đâu, không phải ăn muộn đấy. Nhưng mà cái bị ta khó sinh là đấy các cô chú ạ, thì qua những cái sự chia sẻ thì mình biết là rất nhiều hoàn cảnh khó khăn những cháu này. Em không biết là các thôn khác có kiểu này không, sẽ là họ cũng báo hay sao. Em thấy hay hoặc cảnh này em có cái gì em cũng không dám, có cần thì em còn ăn, em còn đang nghi mấy cái thằng này không dám ăn đấy, cho bọn nó ăn hết. Chia sẻ của cô đấy. Vâng. Đây là em dâu đấy nhá. Em chính xác là em dâu chứ. Đúng rồi, em dâu ạ. Thế có tuyệt vời đấy. Nhà này thì nếu mà nhà nước không hỗ trợ cái nhà này thì chắc cũng là được cái nhà như này đâu. Trước nghèo lắm, cái nhà bê. Cái nhà chắc là tầng khoảng
20 mét xung quanh, cả nhà quanh 20 mét. Ở vô mà, anh ơi. Cho mình 20 cân gạo đi. Với này cho mình 1 cân cá khô. Cá khô không có. Không vậy, chào anh. Đây, em. Chắc là bán xong rồi. Về cô vợ trẻ ăn trứng gà được không? À, trứng gà được ạ. Được hả? Ừ. Thêm 1 vỉ trứng gà. Không biết để em đi vào nhà vợ chồng lấy xe đó. Ừ. Em ơi, cho anh hỏi đã, anh hỏi đã các bé. À thôi rồi, em đi lấy xe cho anh. Ừ. Cho anh 20 cân gạo đi. Lên một bao này rồi. Ừ. Lên một bao này đi. Vâng. Gạo này ha. Rồi, có cái gì đồ ăn mặn không? Không có. Có cá, có thịt gì không? Đúng thì gà đông lạnh. Gà đông lạnh thôi, nếu mà trong đấy chắc là đông lạnh. Gà đông lạnh nhỉ? Đúng. Em ơi, hỏi bọn trẻ ăn cá nhỉ? Bọn trẻ ăn được cá không? Nhưng mà nó không, không ăn cá à? Cá nó có xương nhiều. Có xương hả? Cá có xương nhiều, thường thường trên này thì bà con hay ăn gà đông lạnh. Ăn ai gà thôi. Gà đông lạnh à? Ừ, gà đùi. Có thể là gà đùi hoặc là, hoặc là gà cả con. Gà thì làm cái gì? Cá. Gà làm cái gì? Chiên nước mắm à? Không. Bà con rang. Đám quá. Cái gà luôn đám. Đâu? Gà có nghĩa là anh ấy đang nói là gà nuôi. Ừ. Gà đông lạnh thì nó sẽ rẻ hơn. Ừ. Còn cái gà như ở gà mông ấy, anh ở đây là có hai kiểu là gà mông thì sẽ giá khác, còn gà chân vàng là giá khác và gà đông lạnh là giá khác. Ừ. Đó. Gà đông lạnh này bao tiền một con? Mà trong cân. Một cân 40.000. Vâng. Một cân. Vâng. Còn gà chân vàng gà sống thì là có thể bây giờ 60 à hay là bao nhiêu anh? Gà sống á? Gà sống á, gà chân vàng á. Gà chân vàng gà sống là 58. 58 bây giờ xuống rồi, được chưa? 65. Có gà sống không? Gà sống hết rồi, em không đi chở nữa. Đang chết hết thì nhưng sao? Mà nó còn hai con, còn 3 4 con nhưng mà nó dành nó ăn hết rồi. Đúng hết rồi. Lấy hết rồi. Ôi, nhiều cá chim vậy. Trên này cá đông lạnh toàn cá chim luôn. Cá chim hết rồi. Hỏi bé chủ bạn đấy đang về lấy xe anh ạ. Có mua được thịt không? Em ơi, chủ quán này, chủ quán. Em lại không về được. Đây cháu em ạ, em bảo chồng về được. À. Chồng đâu, đâu, chồng đâu? Tiêu, tiêu. À, chồng đây à? Chồng khá là trẻ nha nhờ. Đây nhé. Tháng này anh tặng cho các cháu 500.000 mua thực phẩm trước nhé. Vâng, vâng. Em cứ mua gạo với lại trứng thịt mì tôm để cho các cháu ăn nhé. Hạn chế các cháu ăn đồ khô đồ mén không nước lá nhé. Từ tội nghiệp. À, chồng trẻ đấy nhỉ? Chồng rất là trẻ. Chồng ít thôi em 3 tuổi đấy. À, thế ngày xưa là bị chồng lừa hay là mình lừa chồng đấy? Cái? À lía. Em lừa chồng à? Thế là mình lừa đấy hả? Mẹ kìa, gà nó đi kìa, chú cho nó tha kìa. Nó bim bim. Đi vào nhà trưởng thôn. Hôm nay mình vào trưởng thôn được biểu tình. Thế nữa vào đấy là thế nhà lía phải dọn vỏ hết đấy. Chúng ta đi vào nhà trưởng thôn biểu tình nào. À, đây là nhà trưởng thôn Lý ở đây. Đó. Em ơi. Nhà đây, nhà ấy à? Ừ. Em ơi. Đây là đồ của thợ. Thợ xây nhà thế này. Ờ. Con vào đây, vào đây, vào đây, vào đây, cứ cho này. Ra nào đi, ta đi mẹ. Ta chưa? Đâu rồi? Mẹ đâu? Ra nào đi kìa. Úi giời, xe xay. Đấy, ra nào đi nhá, nó kẹo nhá, nó bim bim nhá. Đi sáng nhá. Chỗ này mù gần tơ chưa nhỉ? Mù gần tơ chưa? Phải nói tiếng Kinh so sinh chú nhá. Đâu rồi? Con gái chú đâu rồi? Gọi đi. Hay chưa? Đây. Con này. Đây cho mấy chị em này con.
Anh còn chia, tôi chia cho các em nhé. Cứ mua cho mấy cái đi. Mua cho ba cái, cho giống nhau. Nhiều mà. Đúng rồi. Mua một cái trước đi, xong rồi tí nữa. Bắt đầu à? Này con này. Không. Sao sinh chú chứ? Đúng rồi, giỏi quá. Là cô chứ. Thì là vâng cô chú ơi, thì tiếp tục lên với cái hoàn cảnh mà nãy em Lý có chia sẻ đó. Cái hoàn cảnh này cũng bảo bố cô thì không phải, nhưng mà giống cái bốn bé vừa rồi, bố mẹ cũng bỏ đi hết cô chú ạ. Đây thì đang đi ở trên cái lưng đồi rất là xa, nhà em Lý ở tận dưới kia. Đi xe lên đây mọi người nhá, đi xe máy lên. Đường này là đường Chù Lủng Trên này, thì Lý cũng đang vào. Mà đây là chắc ở nhà bà chứ đúng không em? Ở nhà bác hay là bác đó? nhà bác à? May là có bác, không có bác thì cũng khó cho các bé. Bé này chưa có nhà nha, buồn bé là chưa có nhà ở. Nho rồng me. Cho chị này, cho chị. Thế đứa nào chỉ có 6 tuổi không? Ồ, đứa lớn, đứa cả chỉ có 6 tuổi. Thế thì là... Đây là bác à? Thế thì mấy sáu ít tuổi nào rồi? Thế là mấy? Ô, thế một năm một tuổi, một năm một đứa à? Một năm đứa là mấy đứa tất cả? Năm đứa. Một đứa này mất rồi. Vừa chết được khoảng... Ừ, mới mất. Một tháng là mới mất rồi. Là đứa nhỏ nhất hay sao? Mà tụi tôi đang thấy tụi tôi đang mà. Đứa thứ năm bé nhất. Mưa là tuổi đi. Mưa là đặc định người tháng thôi, mà tao vẫn từ từ nên mà không mua bao nhiêu chứ gì à? Thời này mà nó đặc định từ 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 lúc này bỏ đi là có 6 tháng thôi. Mà sao lại mất? Sao lại cho nó? Thôi đau bụng thôi. Cái đứa chị ký ký thằng chết rồi. Kiểu bé quá cũng không biết thế nào mà chữa. 6 tháng chữa. Là để bỏ đi. Em bị làm sao mất? Đau bụng. Đau bụng à? Là đói hay sao? Đau bụng đi gì đó, đi ngoài. À, đi ngoài á? Ừ. Mất nước rồi mất. Ừ. Rồi, mấy đứa kia đâu rồi? Mấy đứa kia đâu hết rồi? Đây nhà bà con đây mọi người, đây nhà bác. Đi là thằng Lý à? Vâng. Lý ở đây trưởng thôn rất là tuyệt vời đấy, nghĩ về cái chung, nghĩ về các cháu. Em thì còn em có mấy đứa? Không mở được rồi. Ây da, 5 người. Nhà bạn này cũng có 5 người con. Vậy đây tại bạn này đang nuôi 10 người, 9 người. 10 người tính, 1 người mất thì là có 9 người. 9 người, 9 đứa trẻ. 9 đứa trẻ. Thì con em ngon là không phải làm mua đấy. Hả? Con đâu? Con có đứa đã đi học, có 2 đứa đã đi học. Có 1 đứa ở nhà. À. Có 1 đứa học, khoa vai, có 2 đứa học dưới này. À. Nãy chồng em này đâu? Chồng em này đấy mà, đi làm rồi. Làm rồi. Chồng không đi làm. Chồng mà không đi làm thì ở nhà có cái gì ăn đấy. Bố mấy đứa nhỏ này là đi làm ở xa hả?
cũng đi là xa cơ, chắc là các khu ấy đâu. Còn không liên lạc được ấy. Không liên lạc được luôn. Không liên lạc được với bố đâu hả? Vâng. Bố nó đi đâu không biết à? Chắc là không biết à. Bảo là không, không biết là không biết là đi đi đi, đi lại đâu rồi. Không liên lạc được đấy. Không liên lạc được luôn. Nhà bà con đun bếp cái này hơi khói. Sau này nó sẽ rất là có bỏng hóng con đây. Bà con này nó cũng nhiều lắm á. Nếu mà nó điện thì một tháng 2-3 trang cũng không có để đấy luôn. Nhưng bà con phải xây sửa cái nhà khác, thay đổi cái kiểu nhà có ống khói kia thì nó tiện hơn. Cái này ngủ ngộp lắm. Đây, bác vừa mới đi bế cháu về, cháu đi chơi 2 tuổi nhưng bé đang cởi quần. Em Tuyên ra không quay, không dám quay gần. Đang cởi quần. Anh đi chào. Đây các bé đây, bé bốn bé này còn bé hơn bé kia. Có một đứa thì đang ở với bà nội. Mặc quần cho con đi. Con thấy âm với các tiền ha. Trời ơi, bé như này mà ra ngoài kia chơi nắng hả? Chị nó không đi. Không đi. Trời ơi, xíu xíu này. Không biết gì luôn các bé. Nãy bé ở bên nhà em cũng nhỏ xíu gì. Bằng bé này hả? 2 tuổi. 2 tuổi bằng bé này. Bằng nhau hả? Bé này bé hơn bên kia. Bé hơn bé em đạt kia. Yeah. Nhưng cũng mà nó nói chuyện bé thế không? Nó chuyện nó còn xấu hơn cái đứa ở nhà em. À con cho mẹ bim bim nữa. Tu nó thằng bé nó nó. Con bóc bim bim cho các em đi. Đúng rồi. Không có khi ăn, không biết để bác ăn đấy. Không biết bác ăn à? Khổ. Ít khi được ăn. Đây. Khổ. Bụng to. Anh Tình này, bị làm sao bụng có vẻ run. À thế à? Mấy bé này là con của em hay sao? Ba đứa này. Là ba. Con của em dâu kia. Em dâu hả? Bốn đứa này. Với lại có bốn đứa, một đứa lớn là đi cắt vào bộ, còn hai đứa còn lại là ba đứa còn lại đi học ấy. Nó đi mẹ. Nó đi, nó bim bim đi. Khổ, toàn là hoàn cảnh là bố mẹ bỏ đi cô chú ạ. Bây giờ khác gì là bé mồ côi đâu. Bố mẹ bỏ đi hết, chả có may có các bác quan tâm. Không gì mà không biết đâu. Bốn bé này chưa có nhà đúng không Liếc? Ở với các bác này thôi đúng không? Bố bỏ đi, mẹ bỏ đi, không liên lạc được. Khổ. Đứa bé mà 6 tháng, 6 tháng mẹ bỏ đi 10 tháng trước kia bố nó không lo được, chỉ có nhà này nó lo thôi mà. À, lúc đó ma là nguyên bác lo. Đấy, bác lo hết rồi. Nhà 5 đứa bé nhưng mà một đứa bé út là nhất là vừa mới mất con cô chú ạ. Còn đứa lớn đâu em? Đứa lớn đâu? Cái đứa lớn của em nhà này á? Đây, đầu tiên đây. 6 tuổi. Đây. Đầu tiên đây. Đầu tiên đây, thứ 2 đây. Thứ 3 là đi bà ngoại chưa về. Thứ 3. Thứ tư đây. Trời ơi. Thứ năm mất rồi. Cho em ăn. Không, bé đau bụng anh ơi, đau bụng không dám cho ăn. Vâng. Đây. Bên này là cửa trường, không dám quay mọi người nha. Đang cùng nhau ôi cô chú xem này, không có quần áo mặc này. Phải mặc bằng cái dây này đây này. Đấy, quần bé còn tụt hết đây này. Khổ. Hôm nay em Tuyên đi với anh Tình, em Tuyên sẽ có một buổi vào thăm các bé sau. Em chia sẻ những bim bim với nhau. Không mồ côi nhưng lại thành nhau mồ côi. Năm anh chị em nhưng đã mất một bé rồi. Bé bị mất kia là nhỏ. Mặt gạo đồng con thế này chắc là 3-4 ngày thôi. 3-4 ngày. Vì nhà này tính ra lại có 9 người. 9 người nó đông. 9 người con. Nhà này mà 3-4 ngày thôi à? Ừ. Bởi vì là 29 mà 3-4 ngày. Ừ. Bởi vì là em tính rồi nhá. Ngay từ đầu em thấy rồi mẹ. Bởi vì em tính 7 đứa mà một bữa là em nấu 4 bát. Ừ. 4 bát thì nó mới đủ ăn. Một bữa 4 bát. Không ăn đâu, chỉ cho trẻ con à. Mà tính một ngày là nó vào 4 8 bát. Là, ừ. 2 bữa. Hả? À? Một ngày 12 rồi. À nấu 3 bữa à? 3 bữa. Ôi 3 bữa thì 12 bát. Thế thì đúng thật 2-3 ngày thật. Ừ, đấy.
Mà em chỉ tính nhà em chỉ có 4 bát thôi nhá, nhưng mà nhà này nó 9 người như này. 6 bát cũng đủ. Nhà này thì như bạn Lý có chia sẻ thì là nhà này nghèo, không bố mẹ là bán hết đất rồi. Ngô kia là tưởng là lúc nãy là bảo là ngô của gia đình mình, nhưng không phải, ngô kia là đi mua về đang để ở gác xếp đó. Nhà này thì cũng là ngày xưa bố mẹ bán hết đất rồi nên là cũng không có ngô ấy. Ngô này là giống hết hả? Ừ. Hay là để làm mèn mén? Mèn mén ạ. Cái này giống nó không lấy hết, để làm mèn mén ấy. Để làm mèn mén ạ? Vâng. Mua về để làm mèn mén ấy. Bà con để đến đấy để nó không bị mọt đấy anh. À, vâng. À, nó có hơi khói. Vâng, hơi khói. Để em nhìn này, mấy cái này. Vâng. Đồ ăn này. Em biết mà. Vâng. Nói chung là cái hoàn cảnh đây thì nhà rất là nghèo mọi người nhá. Không có mà đây thì cũng được là hữu duyên của bạn kênh Linh Văn Bé đấy. Nghe nói là như vậy. Này, mèn mén đây này. Không có một cái gì cả. Em Tuyên thì sẽ không kết hợp với anh Tình để xem cố gắng hữu duyên được cho ngôi nhà này có thể hỗ trợ đồ ăn đồ uống được. Vì một mình nhà này đã kinh tế đã không có rồi, chồng đang đi làm thuê rồi. Mà nuôi phát là 9 người. 9 người này, 9 bé này, này. Bé này nó không có quần áo phải đang buộc ở kia nhé. Sau em Tuyên sẽ cố gắng là xin trích nhiều hơn. Thôi bây giờ thì muộn rồi, phải đưa anh Tình đi tiếp tục những hoàn cảnh khác và còn hãy đấy không có thời gian trên Hà Giang cơ. Ôi, xin chào men nhá. Trần Điển nhá. Vâng, xin chào. Chào con nha. Chào con nha. Bye bye này. Bye bye chú này. Bye bye. Đi nhá. Của anh, đây. Lên nóng quá. Thôi, có lẽ là em Duyên cũng xin phép được tạm dừng cái thước phim ở đây. Đây là thôn Chùi Lủng dưới. Mọi người nhá. Đây thì những hoàn cảnh mồ côi. Hôm nay đi cũng là đi buổi đầu để khảo sát. Những hoàn cảnh này thì em Tuyên sẽ quay lại mọi người ạ. Để thăm các bé nữa. Còn bây giờ thì em Tuyên xin chào và hẹn mọi người, hẹn tất cả cô chú anh chị ở những video tiếp theo nha.